Chào mừng quý vị và các bạn đến với blog tin Thi Thi. Hy vọng là những thông tin cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những giây phút thư giãn thoải mái cho quý vị và các bạn. Quý vị ơi, đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Chào mọi người đã ghé vào chuyên mục Tâm sự. Hôm nay thì sẽ đọc một mẩu chuyện mang tựa đề Hàng xóm khen con nuôi càng lớn càng giống bố nuôi. Vừa nghi ngờ chồng ngoại tình liền đi điều tra, sau đó thì ngã ngựa với người bố thực sự của con nuôi. Hương và Dũng cưới nhau 6 năm mà chưa có con. Phan cũng tại Hương bị bệnh rối loạn kinh nguyệt nên khó thụ thai. Nhiều khi cô lo lắng chồng sẽ phản bội bởi vì không chịu được cạnh, mãi là cái độc không trái. Nhưng Dũng thì luôn yêu thương nhắc nhở cô uống thuốc, không than vãn, không xúi giục. Cô điều trị mãi không có kết quả nên đồng ý với phương án nhận con nuôi của Dũng. Thằng bé trộm vế bụ bẫm đáng yêu, vậy mà bị bố mẹ bỏ rơi ngay tại bệnh viện từ lúc lọt lòng. Cũng may Dũng là bác sĩ ở viện nên thủ tục hỗ trợ nhanh chóng. Thế nhưng không hiểu sao thằng bé càng lớn lại càng có nét giống bố nuôi. Hương đưa con đi chơi hay là đến công ty, ai cũng hỏi thăm và trêu chọc. Coi chừng là con nhà mình mà không biết đấy nhé, bi giống bố Dũng quá luôn. Nghe mọi người nói vậy, Hương cũng chột dạ nghĩ thầm. Có khi nào mình mãi không có bầu, chồng phản bội đi kiếm một đứa con bên ngoài rồi mang về nói là con nuôi hay không? Hương mất ngủ mấy đêm nghĩ kỹ lại thời điểm cách đây 3 năm, Dũng gọi cho cô ngày buổi trưa, giọng hốt hoảng nhưng đầy phấn khích thông báo có một em bé rất kháu khỉnh bị bỏ rơi tại bệnh viện và anh muốn nhận con nuôi. Lúc ấy cô hơi bất ngờ, không đồng ý ngay. Nhưng tối về hai vợ chồng tâm sự thì thấy rõ khát khao muốn làm bố của Dũng. Cô lại xót xa rồi chấp nhận. Dần dần chính cô yêu thương thằng bé nhiều hơn cả anh. Đặc biệt ông bà nội và em chồng cũng khá là thích thằng cháu cưng, thường xuyên thăm nom rồi đưa đi chơi. Em trai Dũng còn mua cho cháu rất nhiều quà đưa đón cháu giúp những ngày Hương đi công tác. Cô bắt đầu hoài nghi, tìm những dấu hiệu đáng ngờ từ chồng. Lén xem tin nhắn Facebook, tin nhắn điện thoại, danh bạ, check cả mail cá nhân cũng không thấy anh liên lạc với mẹ thằng bé. Đến lúc không chịu được nữa, Hương cứ cáu gắt, nhặng tính và khó tính dần, rồi gắt gỏng cả với con. Và cô đột ngột phát hiện ra một bí mật tay trinh. Hôm ấy cô đi làm về sớm hơn thường lệ, nhưng chú lại xung phong đi đón cô Bi vì đúng vào sinh nhật của cháu. Vừa đến cửa nhà, Hương nghe Dũng bảo với em trai. Mày định thế nào đây? Chị Hương dạo này khó tính lắm, vì nhiều người cứ bảo thằng Bi giống anh. Có chết không cơ chứ? Hay là nói thật cho chị mày biết chuyện đi. Đằng nào thì anh chị cũng xem nó như con ruột. Biết là cháu nhà mình thì càng ngày càng tình cảm hơn. Con bé kia giờ cũng đi lấy chồng rồi, chắc chẳng về tìm mày với con nữa đâu. À, hóa ra là thế. Cậu em trai vừa tốt nghiệp đại học mà đã là kẻ gây nên chuyện cách đây gần 4 năm. Bảo sao Dũng nhiệt tình nhận con nuôi, rồi ông bà, các chú lại thương cháu đến như vậy. Thằng Bi thực ra là con cháu nhà này, và bố bên cạnh chứ đâu xa. Nhưng nghĩ cũng giận, cô làm dâu bao nhiêu năm mà gia đình không ai nói cho cô biết bí mật này, chứng tỏ là họ không tin tưởng và xem cô như người thân. Hương giận lắm, nên bước thẳng vào trong nhà trước ánh mắt hốt hoảng của cả hai anh em bọn họ. Giỏi lắm, tôi không biết có chuyện này đấy. Anh Dũng giữ bí mật với vợ như thế thì đáng bị phạt. Từ nay anh em nhà anh thay nhau mà chăm sóc thằng Bi, từ cơm nước đưa đón đưa đi chơi. Đừng có phiền đến tôi nữa. Dũng cúi mặt xấu hổ, kéo tay vợ xin lỗi mãi. Hú hồn, may mà không phải là chồng phản bội. Không thì Hương chẳng biết phải xử lý như thế nào. Kết quả này đúng là khó tưởng tượng, nhưng lại khiến cô cảm thấy bình tâm trở lại. Thôi thì thông cảm cho chú, vì lý do công việc nên thời điểm này chưa thích hợp để công khai con cái ra bên ngoài. Đấy, có lúc cảnh giác cao thì lại không có chuyện gì. Nhưng Hương vẫn cứ phải giữ chồng cho chặt đã, cặn tắc vô ấy nấy. Câu chuyện hôm nay là một tình huống khá đơn giản và không quá ly kỳ. Cũng may là không có chuyện ông chồng ngoại tình, nếu không thì lại một gia đình tan vỡ. Hy vọng câu chuyện trên sẽ là những giây phút thư giãn cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là mẩu tâm sự trên sẽ giúp cho quý vị có những giây phút thư giãn. Quý vị ơi, hãy nói lên cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía bên dưới. Quý vị có thể nhấn vào đây để chúng ta xem tiếp những mẩu chuyện khác.
Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.